Okay, dear Dhamma yogis, dear Dhamma brothers and sisters, every day you listen to the Dhamma talk. Here we should know what is the purpose of listening to the Dhamma. The correct answer is the purpose of listening to the Dhamma is to know and to practice. To know and to practice. This is the purpose of listening to the Dhamma talk. Kính thưa quý vị hành giả, thiện nam tín nữ, mỗi ngày chúng ta đều lắng nghe Pháp. Và chúng ta, thế thì á, là cái sức mạnh của việc nghe Pháp là gì? Cái mục đích của việc nghe Pháp là gì? Cái câu trả lời chính xác rằng là nghe Pháp là để biết, và từ cái biết đó để mà thực hành. Đó chính là cái mục đích tối thượng của việc nghe Pháp. Okay, in order to know, in order to understand correctly, we have to listen to Dhamma. After listening to the Dhamma, we can gain the knowledge, we can gain the clear understanding. After understanding, we have to apply it into our daily practice. And that's why the purpose of listening to the Dhamma is mainly that to know correctly and to practice into our daily life. Và chúng ta cần phải biết, cần phải hiểu một cách chính xác. Do đó thì chúng ta cần phải nghe Pháp, tức là nghe Dhamma, nghe Pháp. Khi chúng ta nghe Pháp thì cái sự hiểu biết của chúng ta nó sẽ tăng lên. Và hiểu một cách đúng đắn, cái hiểu biết, cái kiến thức và cái hiểu biết nó sẽ tăng lên. Khi chúng ta tiến bộ lên về cái hiểu biết, cái nhận thức của chúng ta, thì chúng ta áp dụng vào cái thực hành hàng ngày. Và áp dụng vào thực hành hàng ngày như thế. Cho nên rằng cái mục đích của cái việc học Pháp ở đây là chúng ta để biết, để phát triển, tăng trưởng cái trí tuệ của mình. Và chúng ta sẽ áp dụng nó vào cái thực hành của mình. Okay, this morning I have already explained how to practice sitting meditation. Now I will continue to explain how to practice sitting meditation. Và sáng nay thì sư đã giảng cho chúng ta, đã giải thích cho chúng ta rằng là ngồi thiền là như thế nào. Và chiều nay thì sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta về cách thực hành ngồi thiền. Okay, the during sitting meditation, we have to note the rising process, then falling process. This is the rising, falling. This the process, rising, falling process, is the specific characteristic of the air element, wind element, vayodhatu. In Bali, we call vayodhatu. The specific characteristic of vayodhatu, air element, it. The movement, the motion, the vibration, supporting any part of our body. Movements, motion, vibration, this is the specific characteristics of air element. That's why rising, falling, this moving, vibration, this is the specific characteristics of the air element. In Bali, we call svabhava lakshana. Svabhava lakshana means the unique characteristic, the specific characteristic, the own characteristic. Trong suốt cái quá trình chúng ta ngồi thiền thì chúng ta hãy quan sát để chúng ta biết được cái tiến trình phong lên, xẹp xuống, cái tiến trình phong lên và xẹp xuống. Đó, cái tiến trình mà phong xẹp đó nó chính là cái tiến trình của yếu tố gió. Đất nước gió lửa thì đây là cái yếu tố của gió. Cái đặc tính của gió đó là cái đặc tính
rung động hay là đặc tính di chuyển, khi chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy cơ thể chúng ta phồng rồi xẹp, đó chính là đặc tính chuyển động hay là rung động hay là di chuyển, đó chính là đặc tính riêng của yếu tố gió, đó là đặc trưng của gió. Yes, according to the Khanda Desana, the rising, the falling, this process is called the Rupa Khanda. Rising is Rupa Khanda, the falling process is also a Rupa Khanda. That Rupa Khanda should be contemplated. Và cái yếu tố mà ông lên và xẹp xuống đó đó chính là cái yếu tố của Rupa của thân của gió, cho nên là nó là một cái yếu tố cần để được chánh niệm, là đối tượng cần được quan sát, nhận biết và chánh niệm. Yes, according to the Ayurveda, as I said in the morning, according to Ayurveda, the basis, this rising, falling, this process is the Puttava Ayurveda, the Puttava Ayurveda. That also should be contemplated. Cái yếu tố phòng xẹp này á, đó là cái yếu tố của gió, và nó nên được quan sát, nhận biết và là yếu tố để thiền. Yes, according to the Dhatu Desana, Dhatu means the element. As I said in the morning, there are 80 elements. Rising, falling, process. This is the Puttava Dhatu. Puttava Dhatu, according to the Dhatu Desana. That also that should be contemplated. Và như là Ngài đã giảng sáng nay về 18 cái yếu tố, thì đây là một trong thuộc những cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan sát, do đó chúng ta cần phải nên là quan sát cái yếu tố phòng xẹp này. Yes, next, according to the Sitya Desana, according to Sitya, the rising, falling, this, the abdominal process is Dukkha Sitya. Dukkha Satya is also to be contemplated to gain Vipassana Jnana. Đó là cái sự thật. Khi chúng ta quán chiếu về cái sự phòng xẹp này, đó là một cái yếu tố thật, là đó là yếu tố cần được quan sát, nhận biết. That's why the contemplation of rising, falling, this is in accordance with the Buddha's teaching. This is in accordance with the Matsuribhadana Sutta. According to Khanda, this is called Rupa Khanda. According to Ayurveda, this is called Puttava Ayurveda. According to Dhatu, this rising, falling is called Puttava Dhatu. According to Sitya, this is called Dukkha Sitya. Và như vậy chúng ta quan sát phòng lên, xẹp xuống, phòng lên, xẹp xuống, nó chính là yếu tố của gió, nó cũng là yếu tố thuộc về thân. Nếu mà quán chiếu xét theo là thân tâm thì nó trong đó là có thân. Nếu mà chúng ta xét về yếu tố là nước gió lửa thì nó thuộc về gió, cho nên rằng là ở xét theo một cái khía cạnh nào thì nó cũng là cái đề mục chính yếu. Mà theo như là kinh mà Đại Niệm Xứ thì là đó chính là cái đề mục mà Đức Phật đã hướng dẫn rằng là chúng ta cần phải quán chiếu, nó là đối tượng để hành thiền. That's why when we are contemplating rising process and falling process, the specific characteristic of the air element is the more obvious, more clear. Movements, motion, vibration, this is the characteristic of the wind element. Và như vậy rằng là khi chúng ta quan sát phồng lên và xẹp xuống, chúng ta nhận biết được cái sự phồng lên, cái sự xẹp xuống. Như vậy đó chính là cái yếu tố của gió, đó là chúng ta quán chiếu cái đặc tính của gió. Yes, each and every mental and physical phenomena has its own characteristics. Và nếu mà quán theo pháp á, quán pháp á, là thì đó chính là cái đặc tính cố hữu, đặc tính riêng của yếu tố gió.
Among the five khandhas, five aggregates, the first one, Rupa Khanda, the specific characteristic of Rupa Khanda is the nature of the change. The change, this is the specific characteristic of the matter. Matter has the specific characteristic of the change due to heat and cold and so on. Và chúng ta xét theo ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì cái yếu tố đầu tiên rupa đó là sắc á, thì khi mà chúng ta quán phòng xẹp như vậy, quán cái sự di chuyển đó là quán cái sắc, thì cái bản chất tính thuộc tính của nó đó chính là sự thay đổi. Và khi chúng ta quán, chúng ta nhận biết được cái sự thay đổi, cái sự phòng, cái sự xẹp đó chính là chúng ta quán được cái đặc tính của nó, sự thay đổi bản tính từ như bản tính thật của nó là sự thay đổi. Yes, our physical body, our physical form constantly changing from moment to moment, from time to time. Và trong cơ thể của chúng ta đó, thì từng cái khoảnh khắc, từng cái khoảnh khắc này đến cái khoảnh khắc khác đó, nó luôn luôn là thay đổi, nó luôn luôn là chuyển động, đó là đặc tính của nó. In Bali, the Rupana Lakhana Rupa. Rupana Lakhana Rupa, the metta has the specific characteristic of the change. Now we are getting older and older, older and older. And also that our body form is constantly changing from moment to moment, from time to time, from day to day, from year to year. Và cái đặc tính của cái rupa đó, đó là nó sẽ thay đổi liên tục từng cái khoảnh khắc này cho tới khoảnh khắc khác. Trong cái quá trình mà phồng lên hay là quá trình xẹp xuống thì từng cái khoảnh khắc như vậy nó sẽ xẹp từng cái khoảnh khắc một cách liên tục như vậy, và đó chính là cái sự luôn luôn thay đổi từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, từ ngày này đến ngày khác, từ tháng này đến tháng khác, và từ năm này đến năm khác. And then the second, the Virana Khanda, the Virana. The Virana has the specific characteristic of the feeling or sensation. The specific characteristic of the Virana is the feeling or sensation. Và cái uẩn thứ hai trong ngũ uẩn đó chính là Virana, tức là cái uẩn về thọ hay là cảm giác, hay là cảm thọ đó, cảm giác đó, hay là feeling, cảm giác đó. Yes, sir. Virana Jetisika, according to Abhidhamma, Virana Jetisika is called Virana Khanda. The Virana Khanda, Virahita Lakhana Virana. The Virana has the feeling nature, the sensation nature. This is the own characteristic of the Virana. Và cái thọ uẩn á, chính là Vedana đó, thì nó chính là cái cảm giác. Cái bản cái tính chất, cái cảm giác đó nó chính là thọ uẩn Vedana. And then the Sanyakhanda, the Sanyakhanda, according to the Abhidhamma, Sanyakhanda is called Sanyakhanda. The specific characteristic of Sanya is the recognition of object, the perception of the object. This is the specific characteristic of the Sanya. Và cái uẩn thứ ba đó là tưởng uẩn, tức là cái đối tượng thứ ba đó là tưởng uẩn, tức là Sanya. Thì Sanya nó chính là cái sự khác biệt, hay là chính gọi là tưởng, hay là chính là gọi cái nhận biết, cái nhận thức của chúng ta, cái nhận ra, recognize, nhận biết ra, đó là cái số ba là tưởng uẩn. Yeah, that Sanya recognizes with the mark, with the color, with the sight, and so on. Cái tưởng uẩn này á, sanya này á, chính là nhận biết ra, phân biệt được cái màu sắc, màu sắc, nhận biết ra được, phân biệt được màu xanh, màu vàng, màu đỏ, đúng không? This sanya also recognizes that with the name. For example, this is Venerable Sariputta, this is Venerable Moggallana, this is Venerable Ananda. The Sanya recognizes with the name. This is, cái tưởng,
Thái tử cái sánh nhá này á, nó còn phân biệt cái tên là cái name, tức là tên này tên khác, đó là đó là cái đặc tính của tượng uẩn. That's why the specific characteristics of the sanya is the recognition of the object with the name, with the color, with the sight, and so on. Đó là lý do vì sao mà cái đặc tính của tượng uẩn á, nó chính là sự nhận biết hay là phân biệt được cái tên, phân biệt được màu sắc và phân biệt được cái size, là cái kích cỡ. And then the Sankarakanda. Sankarakanda is the, apart from the Virena Chetisika is Sanya Chetisika, 50 to mental state, 50 Chetisikas are called the Sankarakanda. The mental formations, the mental forces, such as the Viriya, etc. Viriya, the effort to practice, then Chetana, the volition to do good deed or bad deeds, this Sankarakanda. Cái thứ tư đó là Sankara. Sankara là nó chính là cái hành uẩn. Hành ở đây là có nghĩa là cái ý định, cái tính, cái suy tư, cái cứng nhắc, cái nỗ lực. Nó là thuộc yếu tố, thuộc cái tâm. Nó hành là nó để nó tạo nên, cho nên rằng là đó là cái mình dự định, mình muốn làm, mình khiến làm, là thân hành, khẩu hành và ý hành, nó là thuộc là hành uẩn. And then the Vijnanakanda. Vijnanakanda means the consciousness. The consciousness, the characteristic of consciousness is the awareness and object. Whatever objects that Chaita, the Vijnana, awares. Cái thứ năm, uẩn thứ năm chính là thức uẩn, tức là Vijnana. Nó chính là cái sự nhận thức, cái nhận biết. Nhờ cái thức uẩn này mà chúng ta nhận biết đối tượng. Cái chúng ta nhận biết đối tượng đó là cái thực hành hay là cái vận hành của thức uẩn. That's why each and every mental and physical phenomena has its own characteristics. Và như vậy á, thì cho dù là đối tượng là thuộc thân hay tâm á, thì nó cũng có cái đặc tính riêng của nó. To be more clear, let me take an example. There are many flowers, jasmine flowers, the rose flower, and so on, many, many flowers. Each flower has its own smell. Và như vậy á, thì đối với mỗi cái đối tượng nó có rất là, nó chẳng hạn như là nó có rất là nhiều cái đối tượng để chúng ta có thể là nhận biết hay là thiền quán trên đó, thì mỗi cái đối tượng nó có một cái đặc tính riêng là mình cần biết để mình biết cái cách để thực hành. Jasmine flower has its own smell. The rose flower has its own smell. But not the same. Smell is not the same. The smell of the smell of the jasmine and the smell of the rose not the same. Nó cũng giống như là chúng ta khi mà chúng ta ngửi thấy những cái bông hoa, nó có rất là nhiều cái bông hoa, thì chúng ta có rất nhiều bông hoa, mỗi bông hoa nó sẽ có một cái đặc thù khác nhau, mỗi bông hoa sẽ có một cái mùi khác nhau, và chúng ta nhận biết là như thế, thì ở đây những cái đối tượng để hành thiền chúng ta cũng nhận biết nó có những cái đặc tính riêng của những cái đối tượng, của những cái pháp. Yeah. This is in Bali we call Sabhava Lekana. Sabhava Lekana, jasmine flower has its own smell. This is the his specific characteristic of the smell. The rose flower has its own smell. But jasmine flower has also the Anicca Dukkha Anatta Samanya Lekana. The rose flower has also three characteristics of the common characteristics of the anicca, dukkha, anatta. This is the same. Và mỗi cái một cái bông hoa nó có những cái đặc tính riêng, như vậy là một cái bông hoa nó có một cái mùi riêng để chúng ta nhận biết và chúng ta quan sát.
Tuy nhiên thì tất cả những cái bông hoa nó đều có một cái đặc tính chung, của tất cả các pháp nó đều có cái đặc tính chung. Đặc tính chung ở đây chính là vô thường, khổ và vô ngã. Tức là cho dù đó là cái bông hoa nào, cái pháp nào thì nó cũng có đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Yeah, we should know that two kinds of lakhanas. Savava lakhana, the specific or own characteristic, and then samanya lakhana, common general characteristic. Two things. Như vậy thì chúng ta cần phải biết rằng ở đây có hai cái đặc tính, đó là đặc tính riêng và đặc tính chung. Đặc tính riêng đó là đối với mỗi cái pháp nó có cái đặc tính riêng của riêng nó. Nhưng rồi có một cái đặc tính thứ hai, đó là đặc tính chung, là tất cả các pháp đều có chung các cái đặc tính. As I said earlier, the jasmine flower, rose flower, it has own characteristic. This is the sabhava lakhana. But they have also common characteristics, anicca, dukkha, anatta, subject to impermanent, subject to suffering, subject to non-so, non-self. This is called samanya lakhana, yes. Cũng như thế, nó giống như là những cái bông hoa, cho dù là cái bông hoa phụ hay là bông hoa chính hay là bông hoa gốc, mỗi loại bông hoa nó đều có cái đặc tính riêng của nó, có cái mùi của riêng của nó, màu sắc riêng của nó, đó là gọi là đặc tính riêng. Nhưng một khía cạnh khác thì tất cả các cái loài hoa nó đều có cái đặc tính chung. Đặc tính chung thì nó liên quan đến là nó chính là vô thường, khổ và vô ngã, tức là không có thường hằng, khổ và không có cái tôi, không có cái ngã, non-self, là không có ngã. Đó là đặc tính chung, đặc tính riêng và đặc tính chung. Yes, and also there are many fruits like the mango fruit, jackfruit, durian fruit, and so on. The mango fruit has own smell, own taste. The jackfruit has also its own taste. The durian fruit has own taste, not the same. This is the sabhava lakhana, specific characteristic. Nó cũng như vậy, thì mỗi loài đều có cái trái riêng của nó. Ví dụ trái xoài hay là trái măng cụt hay là mận cầu hay là mỗi cái trái ổi, nó đều có mỗi loài trái thì nó đều có cái đặc tính riêng, nó có cái ngày chín riêng, có ngày cái sử dụng và nó khác nhau, nhưng mà đó chính là cái đặc tính riêng. Tuy nhiên thì nó đều có cái đặc tính chung, liên quan đến là đặc tính là không có thường hằng, đau khổ và không có bản ngã. And also each and every fruit has the samanya lakhana, common characteristics, anicca, dukkha, anatta, living thing, non-living thing, everything has common characteristics, anicca, dukkha, anatta. Như vậy thì là kể cả những cái loại trái cây nó cũng đều là có những cái đặc tính chung liên quan đến vô thường, khổ và vô ngã. Thế cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã này nó thì là cái sinh vật living being, tức là cái những cái sinh vật chúng sinh và những cái là phi chúng sinh thì đều có cái đặc tính là của đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. In the same way, when we are breathing, rising and falling process, the movements of the abdomen, the vibration, this is the specific characteristic of the one element, air element. After understanding of the sabhava lakhana, we can understand the samanya lakhana, anicca, dukkha, anatta. First, we must understand sabhava lakhana, specific characteristic. After that, we must understand the samanya lakhana, anicca, dukkha, anatta. Living things or living things has samanya lakhana, anicca, dukkha, anatta. Như vậy thì chúng ta quan sát cái hiện tượng phòng xẹp. Thì khi mà có các cái hiện tượng phòng xẹp đó, thì chúng ta trước hết chúng ta sẽ nhận biết được cái đặc tính riêng. Đặc tính riêng ở đây chính là cái yếu tố của wind element, chính là yếu tố của gió đó, là phồng lên xẹp xuống. Đó là specific characteristic, tức là cái yếu tố riêng của cái yếu tố đó, cái yếu tố riêng của cái đối tượng của cái yếu tố gió. Đó là cái nhận biết khi chúng ta thực hành thiền. Đầu tiên chúng ta nhận biết được cái yếu tố riêng đó, và sau đó chúng ta
tiến tới nhận biết cái yếu tố chung. Yếu tố chung đó là đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã, tức là yếu tố luôn luôn thay đổi, khổ và cái yếu tố là không có một ai đó, tức là không vô ngã, tức là không có bạn ngã, không có một ai đó. That's why when we are practicing the sitting meditation, when we are practicing rising and falling process, we have to be mindful of the specific characteristic of the one element, air elements, that such as movements, motion, or vibration, and supporting, rather than the abdominal form. Và như vậy thì trong cái quá trình hành thiền, trước hết chúng ta hãy nhận biết cái trong quá trình phòng xẹp đó, nên là chúng ta quan sát, nhận biết được cái đặc tính riêng của yếu tố gió, nhận biết được cái cảm thọ, cái cảm giác đó phòng lên và xẹp xuống, và đó là những cái đặc tính của yếu tố gió. Yes, after understanding of the rising and falling process, specific characteristic of air element, we must understand samanya lakkhana, common characteristics of the anicca, dukkha, anatta. Rising process is also ever changing from time to time, from moment to moment. Rising process is also ever changing from time to time. Nothing lasts forever. That's why this is called anicca. Because of anicca, because of changing, that is called dukkha. This rising falling process is not a person, not a being, not living entity, a mere process, just a process. That is called anatta. That's why we can understand by contemplating rising and falling process, we can understand anicca, dukkha, anatta, the samanya, lakkhana, the common characteristics of all nama and rupa. Và sau khi chúng ta quán chiếu, quan sát được cái đặc tính riêng của các pháp, cụ thể ở đây là quán chiếu được cái đặc tính riêng của sự phòng xẹp, đó chính là yếu tố của gió, thì chúng ta đi đến cái sự hiểu biết, cái sự quán chiếu nhận biết được các cái đặc tính chung của cái sự phòng xẹp ở đây, đó chính là đặc tính chung chính là vô thường, khổ và vô ngã. Chính là khi chúng ta quan sát trong cái quá trình phòng và xẹp, chúng ta nhận biết được cái sự thay đổi liên tục, không ngừng nghỉ, một cách liên tục về sự thay đổi, sự phòng lên, phòng rồi sự xẹp, nó thay đổi từng cái khoảnh khắc này đến cái khoảnh khắc khác, và sự thay đổi nó liên tục không ngừng nghỉ của các pháp như vậy. Đó chính là đặc tính chung của cái sự vô thường, hay là sự luôn luôn biến đổi, đó là cái bản chất tự nhiên là sự luôn luôn biến đổi. Và cái thứ hai nữa, vì cái sự biến đổi như thế đó, cho nên là đó chính là khổ, tức là cái sự không có thường hằng, không có cố định, đó chính là đặc tính chung thứ hai, là đặc tính của khổ. Và cái thứ ba đó là bởi vì các cái pháp nó sẽ diễn tiến như thế một cách tự nhiên, rằng là sẽ luôn luôn thay đổi, rồi cái tiến trình phòng nó diễn ra, rồi tiến trình xẹp nó diễn ra, chỉ vì do nhân duyên mà nó khởi sinh như thế và nó chuyển động nối tiếp nhau như vậy. Không có một ai đó làm chủ cái việc này, không có một ai đó điều khiển cái việc này, không có một cái chủ thể nào cả, cho nên gọi là vô ngã. Không có một ngã, không có một cái người nào, không có một ai đang kiểm soát hay là đang xử lý những cái điều này, nên đó gọi là vô ngã. Nên đặc tính chung của các pháp chúng ta cần phải hiểu được ở đây, khi chúng ta quan sát phòng và xẹp, đó chính là vô thường, khổ và vô ngã. That's why whenever we are practicing the rising and falling process, we have to be mindful of the movements of the abdomen, the motion, the vibration, through the understanding of the constant changing of the process. Và như vậy cho nên rằng là chúng ta cần quan sát được cái sự di chuyển, hay là sự phòng xẹp, hay là sự rung động trong cái tiến trình thực hành của chúng ta, nhận biết được từng cái khoảnh khắc đó để chúng ta hiểu về cái bản chất thật. Ever new rising and falling process are ever changing from time to time, from moment to moment. Ta cần hiểu về cái ever change, tức là nó thay đổi một cách liên tục. Ever là mãi mãi, change là nó thay đổi, nó thay đổi mãi từ từng cái khoảnh khắc này đến cái khoảnh khắc khác. Chúng ta cần phải thực hành để chúng ta
nhận biết, chánh niệm được, hiểu được cái sự thật của cái sự luôn luôn biến đổi một cách liên tục như vậy. All arising things disappear by itself. Và cái tiến trình mà khởi sinh lên đó là do bạn, do nó từ nhân duyên nó khởi lên như vậy từ nó. In the same way, when you are contemplating the breathing and breathing out, then also that the breathing and breathing out, that is also air element, one element vayodhatu. That vayodhatu is also the rupakhanda that should be contemplated. Và cũng như thế thì có một cái đối tượng thiền như là thiền quan sát cái hơi thở đi vào đi ra đó, đó cũng chính là cái yếu tố gió, cũng là cái sự thực hành quan sát về cái yếu tố gió. Thì cái gió nó, cái hơi nó đi vào, hơi nó đi ra, đó cũng chính là yếu tố gió. Và từ cái khoảnh khắc đó đó thì cái sự luôn luôn thay đổi nó cũng diễn ra. Yes, the contemplation of the rising, falling, this is also air element, one element vayodhatu. And breathing, out breathing, that is also air element, one element vayodhatu. Và khi chúng ta quán chiếu phòng xẹp, đó cũng chính là chúng ta quán chiếu yếu tố gió phòng lên xẹp xuống. Và khi chúng ta tương tự như thế quán chiếu hơi thở đi vào và hơi thở đi ra, đó cũng chính là thực hành và quan sát cái yếu tố gió. Padmasi Sayadaw instructed to begin the rising and falling process because that is more obvious than other mental and physical phenomena. But in Vipassana meditation, whatever phenomena, whatever mental and physical phenomena should be contemplated. Thì ngày Mahasi Sayadaw đó, ngài sẽ đề nghị với chúng ta là chúng ta bắt đầu bởi cái đối tượng là phòng và sẹp để chúng ta quán chiếu, bởi vì nó rất là rõ ràng, dễ nhận biết và quan sát để chúng ta biết. Tuy nhiên thì trong phương pháp hành thiền Vipassana, đó là tất cả các cái hiện tượng thuộc về thân và tâm đều nên được quán chiếu, đều có thể được dùng làm đối tượng để hành thiền. Yes, Vipassana meditation means not only rising and falling, not only in breathing and breathing out. At the moment of sitting, we have to know continuous mindfulness through the understanding of the constant change of the process, sitting, sitting. At the moment of standing, we have to be mindful of the standing, the puccha, standing process, with the continuous mindfulness through the understanding of the constant change of the process. At the moment of the lying down, we have to be mindful of that object with the continuous mindfulness through the constant changes of the process. And also at the moment of going, at the moment of walking, we have to be mindful of that stepping action, walking process, with the continuous mindfulness through the understanding of the constant changing of the each process. Và như thế có nghĩa rằng á, là không chỉ chúng ta quan sát sự phồng lên và xẹp xuống của bụng hay là sự phồng xẹp, hay là quan sát cái hơi thở đi vào đi ra không, mà chúng ta còn quan sát tất cả các cái hiện tượng thân tâm đang diễn ra trong cơ thể của chúng ta. Đó chính là chúng ta hành thiền Vipassana. Như thế thì khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cũng có thể quan sát được sự phồng xẹp hay là hơi thở. Đó là chúng ta đang hành thiền để nhận biết các pháp đang diễn ra, nhận biết được cái sự thay đổi liên tục. Và tương tự như vậy đối với ngồi, thì là khi chúng ta đi, chúng ta cũng có cái sự di chuyển, chúng ta cũng có được cái nhận biết được cái sự thay đổi liên tục đang diễn ra. Và chúng ta nhận biết được cái điều đó, cái sự thay đổi đó trong quá trình đi, đi rồi khi chúng ta đứng. Khi chúng ta đứng, chúng ta cũng nhận biết được hơi thở đi vào, đi ra, hoặc là nhận biết được cái sự phồng xẹp, cái sự chuyển động, hay là sự là rung, chuyển động, di chuyển, rồi đi, đứng. Và tương tự như vậy đối với trường hợp chúng ta nằm. Nó nằm cũng có cái sự chuyển động, cũng có cái sự thay đổi diễn ra từng cái khoảnh khắc một, và
và nó nối tiếp với nhau như vậy, sự thay đổi một cách liên tục. Và khi chúng ta thực hành nhận biết như thế thì chúng ta đang thực hành thiền trong tất cả các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi trong cái thực hành của chúng ta. Yes, in short, when we are practicing the Vipassana meditation, the two kinds, Vipassana insight knowledge, the five khandhas, the five aggregates should be contemplated with the continuous mindfulness through the understanding of the constant changing of the process. Và như vậy trong cái hành thiền Vipassana đó, thì chúng ta hãy thực hành quán chiếu hay là quán sát hay là chánh niệm trên ngũ uẩn. Nhận biết trên các cái ngũ uẩn trong các cái đối tượng trong khoảnh khắc của hiện tại, nhận biết được cái sự thay đổi của nó, cái sự di chuyển, cái sự thay đổi, sự biến đổi không ngừng nghỉ của các uẩn, nhận biết như vậy trong cái từng cái khoảnh khắc một thay đổi liên tục và ở mọi lúc mọi nơi, đó chính là cái thực hành Vipassana mà chúng ta cần phải nỗ lực thực hành để chúng ta phát triển cái tuệ quán của mình. Yes, as I said, the morning Dhamma talk, even though we are noting rising, falling, rising, falling, actually we are noting, we are contemplating mind and matter, nama and rupa. We are contemplating the five aggregates, the five khandhas. And also, even though we are contemplating and breathing and breathe out, actually that is also we are contemplating the five khandhas, five aggregates. And also, at the moment of standing, we have to note standing, standing. That is also we are contemplating of the nama and rupa, mind and matter, five aggregates. Cũng như là sư đã giảng vào sáng nay rằng là khi mà chúng ta quan sát phòng xẹt hay là chúng ta chánh niệm trên sự phòng xẹt, đó cũng chính là chúng ta đang quan sát về thân tâm hay là quan sát hay là thiền trên đối tượng là danh và sắc nama và rupa hay là ngũ uẩn năm uẩn. Thì tương tự như thế, khi chúng ta hành thiền mà chúng ta chọn đối tượng là hơi thở đi vào và hơi thở đi ra, chỉ đơn giản đơn thuần khi chúng ta nhận biết quan sát chánh niệm trên hơi thở đi vào và hơi thở đi ra, đó cũng là khi chúng ta đang nhận biết được, quán chiếu được về là danh sắc thân tâm hay là ngũ uẩn cũng như vậy. Và tương tự như thế, khi chúng ta đang đứng, khi chúng ta đang đứng thì chúng ta ghi nhận là đứng, chúng ta biết chúng ta đang đứng như vậy á, thì đó cũng chính là đang chánh niệm trên danh và sắc, đang chánh niệm trên thân và tâm hay là đang chánh niệm trên đối tượng là ngũ uẩn. That's why according to Vipassana point of view, rising and falling is just nama and rupa, mind and matter. And also rising and falling is just five khandhas, five aggregates. And breathing out also the just nama and rupa, mind and matter. Standing also the just nama and rupa, mind and matter. And also the lying down. At the moment of lying down, we have to know the lying down with continuous mindfulness through the understanding of the constant changing. That is also just nama and rupa, mind and matter, just the five aggregates only. Yes. Và như vậy thì nói tóm lại á, rằng là chúng ta là thân và tâm, cơ thể của chúng ta là thân và tâm, là danh và sắc. Thân tâm hay là ngôn ngữ khác là gọi là danh và sắc, hay là như Pali thì gọi là nama và rupa, hay là chia ra đó chính là năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Khi mà chúng ta ngồi quan sát phòng và xẹt, đó là chính là chúng ta quan sát về danh và sắc hay là ngũ uẩn. Và tương tự như thế thì khi chúng ta quan sát cái hơi thở đi vào đi ra, cũng chính là chúng ta đang quan sát về danh sắc hay là ngũ uẩn. Và khi chúng ta đang đứng, chúng ta nhận biết chánh niệm trên cái đứng đó, đó cũng chính là nhận biết chánh niệm trên cái danh và sắc, trên cái thân và tâm. Và khi chúng ta nằm xuống, chúng ta cũng chính là chúng ta đang chánh niệm, nhận biết và quan sát trên cái yếu tố của thân và tâm. In the same way, at the moment of seeing, we have to contemplate the seeing object, the seeing with continuous mindfulness through the understanding of the constant changing. And also at the moment of hearing, at the moment of smelling, at the moment of
tasting, at the moment of touching, at the moment of thinking, we have to be mindful of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, or thinking. Và cũng như thế, tương tự như thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì đó, nhìn thấy một cái ảnh, nhìn thấy một cái vật, thì chúng ta cũng cần phải thực hành là nhìn thấy, chúng ta chánh niệm trên cái thực hành, cái hành của mình, chánh niệm trên cái nhìn thấy đó như thế. Và tương tự như thế thì đối với khi tai chúng ta nghe thấy một cái âm thanh gì đó, chúng ta sẽ ghi nhận là nghe, hoặc là khi mà chúng ta ngửi thấy cái mùi gì đó, chúng ta chánh niệm là ngửi, nhận biết, chánh niệm. Như vậy khi mà lưỡi chúng ta nếm vào một cái thức ăn nào đó thì chúng ta cũng chánh niệm là nếm. Và khi mà cơ thể của chúng ta chạm vào một cái gì đó, chúng ta cũng ghi nhận là chạm. Và chúng ta cần phải thực hành như thế. That's why at the moment of seeing, there are only nama and rupa, mind and matter. There are only five aggregates. Because at the moment of seeing, I am visible object, that is the rupa, matter. I consciousness, that is my nama. That's why in the case of the seeing, there are only nama and rupa. And also in the case of seeing, there are only five aggregates. I am visible object, that is rupa khanda. The feeling, good feeling, bad feeling, neutral feeling, that is vedana khanda. At the moment of seeing, you have to know seeing, that is sanya khanda. And making effort, the persistent effort to know that is the sankhara khanda. Knowing my awareness, that is the vijnana khanda. That's why in the case of the seeing, we have to know seeing. That is actually we are noting, we are contemplating nama and rupa. We are contemplating the five aggregates. Và khi chúng ta thực hành, chúng ta nhìn thấy một cái gì đó và chúng ta chánh niệm trên cái nhìn của chúng ta, thấy thì như vậy á, khi chúng ta thấy một cái đối tượng thì thấy đó là chúng ta đang quan sát cái thấy và cái nhận biết của cái thấy đó xuất hiện, thì lúc đó chúng ta đang quan sát danh và sắc, hay là thân và tâm, tức là cái tâm là cái nhận biết, là yếu tố thuộc tâm, là cái nhìn thấy đó, nhận biết đó. Như vậy khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta thực hành là chánh niệm trên cái sự nhìn thấy đó, thấy thì lúc đó chính đó là chúng ta đang thực hành rằng là nhìn thấy cái thân tâm, hay là chính là cái ngũ uẩn của chúng ta. Một cái tiến trình như thế mà không có một cái ái đó, không có một cái gì đó, hay là còn gọi là vô ngã, chỉ thấy cái tiến trình như thế và nó luôn luôn biến đổi, cho nên rằng là chúng ta nhận biết được cái thấy và thấy là có cái đối tượng thấy, có cái ý thức, cái thức để mà thấy và nhận biết cái nhìn đó, thì như thế cái quán chiếu của chúng ta như thế, đó là chúng ta đang quan sát danh và sắc, hay là thân và tâm, và đồng thời là đó chính là ngũ uẩn. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta thực hành nghe, chúng ta nghe và chúng ta nhận biết nghe, thì cái thức nghe đó, cái thấy cái nghe đó là cái tâm nghe đó, và là cái đối tượng nghe, là như thế là chúng ta cũng đang quán chiếu về cái chỉ có là danh và sắc, hay là thân và tâm, hay là nama và rupa, chứ còn á, và đó cũng chính là ngũ uẩn. Như thế là chúng ta đang quán chiếu các cái tiến trình luôn luôn biến đổi, bản chất luôn luôn biến đổi không ngừng của các pháp diễn ra ở trong hiện tại, và chúng ta nhận biết thông qua là sáu căn như vậy, chánh niệm trong hiện tại một cách liên tục như vậy, và nhận biết cái đặc tính chung là sự luôn luôn thay đổi, và cái thực hành của chúng ta nên diễn ra như vậy. Okay, the Buddha said that seeing is also dukkha satya, hearing is also dukkha satya, smelling is also dukkha satya,
distinct consciousness, that is also dukkha sajja, the touching, that is also dukkha sajja, the thinking, that is also dukkha sajja. All consciousness are changing from moment to moment, from time to time, and nothing lasts forever, ever changing, always constantly changing. That is called the anicca. All nama and rupa are anicca, constantly changing. Because of constantly changing, that is called dukkha. All impermanency is all the dukkha, the suffering. All mental and physical phenomena, all arising things, mental and physical phenomena dissolve, disappear by itself, just a process. That is called the anatta. That's why all physical, mental and phenomena have the common characteristic anicca, dukkha, anatta. Yes. Thì Đức Phật giảng rằng á là nhìn thấy là khổ, tai nghe là khổ, mũi người là khổ, lưỡi nếm cũng là khổ, thân xúc chạm cũng là khổ, ý nghĩ cũng là khổ. Tại sao nó lại như thế? Là bởi vì là tất cả các cái pháp, là bởi vì mọi thứ là nó luôn luôn biến đổi, sự sinh diệt. Tức là bản chất khi chúng ta quán chiếu một cách liên tục thì chúng ta sẽ nhận biết rằng các cái tiến trình nó diễn ra bởi một cái nhân duyên và bởi cái nhân quả, và nó sẽ sinh khởi và nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến đổi một cách liên tục không ngừng nghỉ. Bởi vì cái sự biến đổi không ngừng nghỉ cho nên là khổ. Bởi vì có sự thay đổi cho nên đó là khổ. Cảm giác thì luôn luôn thay đổi, sự vật là luôn luôn thay đổi, sự khởi lên rồi lại biến mất đi, cho nên tất cả nó là khổ là như thế. Và bởi vì nó chỉ là sinh ra rồi mất đi, nhìn thấy rồi mất đi, nghe thấy rồi mất đi, cảm giác rồi mất đi, cảm thọ rồi mất đi, cảm thấy tốt cũng mất đi, cho dù cảm thấy tốt rồi cũng mất đi, cảm thấy xấu cũng mất đi, cảm thấy bình thường cũng mất đi, cứ thay đổi liên tục mà không có một ai điều khiển, không có một ai điều chỉnh, nó chỉ diễn ra sinh và diệt như thế thôi, và không có một cái sự, không có một cái ngã nào cả, không có một cái tôi nào cả, không có một ai đó đang điều khiển một cái gì đó, cái cảm giác hay là cái nhìn hay tất cả mọi thứ cả, nó chỉ diễn ra bằng cái nhân quả nhân duyên diễn ra như thế, gọi là vô ngã. Vô ngã không có một cái ngã, như vậy là cái sự thay đổi liên tục là bản chất của sự vô thường. Sự vô thường, sự thay đổi liên tục đó dẫn đến là cái khổ. Tức là bất kể các pháp nào trong ngũ uẩn nó đều là thay đổi liên tục không ngừng nghỉ, và không ngừng nghỉ liên tục thay đổi thì đó là khổ. Và cũng bởi vì thay đổi liên tục như thế cũng là vô ngã, vì không có ngã, không có điều khiển, không có điều chỉnh. Như vậy bản chất của các pháp để nhìn ra, để tuệ quán, đó chính là vô thường, khổ và vô ngã. That's why the Buddha said that the human life is dukkha sajja, the diva life, the celestial beings, the diva beings, their lives also dukkha sajja. In the Brahma world, the Brahma life, their lives is also the dukkha sajja. In animal lives, that's very clear that there's a dukkha sajja. The Buddha said like this. Và đó là lý do vì sao mà Đức Phật nói rằng là sự thật về khổ, dukkha sajja, tức là sự thật về khổ, rằng là có sinh mạng, có sự sống, đó là khổ. Là bởi vì cái sinh mạng, sự sống này chính là danh và sắc, nama và rupa, thì nó sẽ sinh và diệt, và nó là bản chất là vô thường, là nó thay đổi và mọi thứ nó biến đổi như vậy. Thế thì có cái thân này thì chính là khổ. Và như vậy cho dù đó là một cái loài chúng sinh, hay một cái loài vật, hay là con người, hay là kể cả là chí thiên, thì cũng là mang cái là cũng là có cái sự sinh diệt, và đó cũng là khổ. When we contemplate our body, our life, our human life is a dukkha sajja. As long as the kind of five aggregates, there will be sufferings in our life. Và là con người, khi chúng ta mang cái thân này thì đó là cái cơ, là cuộc sống khổ, là suffering life, tức là một cái cuộc sống là khổ. That's why we have to contemplate
our own body. This is in this body, there is nothing to be attached, just a collection of the suffering. Our body, your body is just a collection of the sufferings. Cho nên rằng là chúng ta khi chúng ta có cái thân này, chúng ta sống là có con người, thì bây giờ chúng ta cần phải chánh niệm, contemplate, chúng ta cần phải chánh niệm, chúng ta cần phải quan sát, quán chiếu để nhận biết, để chúng ta không bị tà kiến để mà dính mắc rằng đây là thân của ta, đây là tôi, đây là ta. Thì khi chúng ta dính mắc là chúng ta đang tập hợp lưu giữ tất cả những cái sai lạc và những cái khổ não nó, và cái sự luân hồi và cái sự dính mắc liên tục đó là sẽ tạo ra cái đau khổ càng chồng chất trong cái cuộc đời của chúng ta. We have a suffering because we have the five aggregates. We have khandha, nama, and rupa. Chúng ta đau khổ là bởi vì á là chúng ta là chấp thủ những cái uẩn, là chúng ta chấp thủ danh và sắc, chúng ta chấp thủ những cái ngũ uẩn. We human beings are afraid of to get the disease, but we are not afraid of having the kind of five aggregates. We are afraid of disease or suffering, but we do not afraid the having khandhas, the five aggregates. Là con người á, thì chúng ta một cách tự nhiên là chúng ta rất là sợ bệnh, để mà sợ bị mất đi, bị hủy hoại đi cái thân này. Là con người chúng ta sợ hãi cái điều đó. Nhưng mà chúng ta không có cái trí tuệ để chúng ta không biết sợ cái ngũ uẩn, sợ cái nấm uẩn. Yes, according to the Buddha's teaching, if we are afraid of the disease or suffering, we must also the afraid of the having khandha, the having the nama and rupa. Cho nên rằng Đức Phật dạy rằng nếu như mà các cái tỳ kheo chúng sinh chúng ta sợ bị hủy hoại thân này, chúng ta sợ bị đau bệnh, thì tốt hơn là chúng ta hãy sợ cái việc mà có cái thân này, có cái danh sắc này. And also we human beings are afraid of the death. Everybody is afraid of the death, but we human beings are not afraid of the having life. We human beings are not afraid of the having life, but we are afraid of the death. Và như vậy thì là con người chúng ta sợ chết, ai cũng sợ chết hết cả, nhưng mà chúng ta lại chỉ sợ chết mà chúng ta lại không biết rằng là chúng ta phải sợ việc sinh ra, việc sợ cái việc mà có cái thân xác này. Cho nên là con người chúng ta chỉ biết sợ chết mà không biết sợ tái sinh. Yes, actually there is a life, there will be the death. We cannot escape from death. Yes. Và là một con người là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ bị dính mắc vào ở trong đó. Chúng ta không có cách để chúng thoát khỏi cái điều đó. And also, we human beings are afraid of the sufferings, but we are not afraid of the unwholesome deeds, akusala deeds. Sorry, can you repeat? Okay, we human beings are afraid of the sufferings, but we are not afraid of the to do akusala deeds. It means if we do the akusala deeds, we will suffer in this life as well as the future life. If we are afraid of the sufferings, we must avoid akusala deeds and wholesome deeds. Yes. Và là một con người khi chúng ta mang theo cái thể xác này, thì như vậy chúng ta sợ bị tổn thương, sợ bị đau khổ trên cái thân tâm này. Thì như vậy chúng ta hãy biết sợ hãi những cái ác pháp, hãy biết sợ hãi những cái akusala deed, tức là những cái hành động mà sai lầm, bởi vì những sai lầm đó tạo ra những cái hệ lụy về cái đau khổ trên thân tâm này, trong cuộc sống này hay là kiếp sống sau. And also we human beings want happiness, but we human beings
They don't control their mind. They want peace and happiness, but they don't want to control their mind. Mà là con người á, thì ai trong số chúng ta cũng đều là mong muốn cái sự hạnh phúc cả. Tuy nhiên thì hầu hết con người họ không có cố gắng để mà học cái cách chánh niệm trên cái tâm trí của mình, làm chủ cái tâm trí của mình. Họ không biết cái cách để mà làm chủ cái tâm trí của mình. If we want the peace, the happiness, we have to train our mind. Because where train mind brings peace and happiness, and where train mind brings the sufferings. Và do đó cho nên chúng ta cần phải training hay là huấn luyện cái tâm trí của chúng ta, hãy học cái cách để giúp cho cái tâm trí của chúng ta trở nên tĩnh lặng, bình yên và thiện lành. Yes, so Vipassana meditation is the brightest based on the training the mind. Và cái thực hành Vipassana đó chính là một cái tiến trình thực hành để mà đưa đến huấn luyện và rèn luyện cái tâm trí của mình. We are practicing sitting meditation, walking meditation, and also the daily activities. That is, we are training our mind to purify. Khi chúng ta thực hành chánh niệm trên thân tâm, trong lúc chúng ta đang ngồi, trong lúc chúng ta đang đi đứng, trong những cái hành động trong đời sống thường ngày của chúng ta, đó chính là lúc mà chính là chúng ta đang huấn luyện training cái tâm trí của mình. Chúng ta đang huấn luyện và chúng ta đang gọi là thanh lọc cái tâm của mình, giúp cho cái tâm của mình là trở nên và thánh thiện hơn. Yes, by practicing the Vipassana meditation, we can gain a deep concentration. If we have a deep concentration, our mind becomes more and more calm, tranquil, happy and peaceful. Và như thế khi mà chúng ta tiếp tục thực hành chánh niệm liên tục và lúc ngồi, lúc đi, lúc đứng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, hành thiền Vipassana một cách liên tục như thế đó, thì cái yếu tố định Samadhi, Samatha nó sẽ phát triển và cái định tâm của chúng ta nó sẽ mạnh mẽ, và lúc đó chúng ta sẽ trở nên là vắng lặng, chúng ta sẽ mạnh mẽ, chúng ta sẽ định tâm nó tốt và chúng ta trở nên là bình an, hạnh phúc, an lạc. That's why in order to establish the samadhi concentration, in order to gain chaitta visuddhi, purification of the mind, we have to practice the Vipassana meditation, sitting meditation, walking meditation, after that sitting meditation, walking meditation, and so on. Và như thế cho nên là để cho chúng ta khiến cho tâm trí của chúng ta trở nên là thanh lọc, vắng lặng, bình an, tỉnh tại, thì chúng ta cần phải thực hành hành thiền Vipassana. Chúng ta hãy nỗ lực để mà ngồi thiền, rồi đi kinh hành, rồi là chánh niệm tự giác trong tất cả các cái hoạt động trong cái đời sống của mình. Từ đó mà giúp cho tâm trí của chúng ta có sự tiến bộ, có sự bình an, vắng lặng. If you practice the sitting meditation 1 hour, walking meditation 1 hour, it's okay. Nếu mà chúng ta ngồi thiền được 1 tiếng, sau đó chúng ta đi kinh hành được 1 tiếng, rồi chúng ta lại ngồi thiền hoặc là đi kinh hành, cái điều đó rất là tốt. By practicing the sitting meditation, we can attain a deep concentration. And also by practicing walking meditation, we can get the samadhi concentration also. Bằng cái cách mà ngồi thiền á, chúng ta cũng sẽ phát triển cái thiền định nó sâu. Và khi mà chúng ta bắt đầu chuyển qua đi kinh hành á, thì chúng đồng thời chúng ta cũng sẽ phát triển cái định tâm rất là mạnh, là cái samadhi cũng sẽ phát triển. In the Sangama Sutta, the Buddha expounded by practicing the walking meditation, we can get the 5 benefits. We can get the 5 benefits of the walking meditation. Và Đức Phật giảng trong một cái bài kinh rằng á, là khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta sẽ nhận được 5 cái lợi ích của việc mà thiền đi đó. Đi kinh hành chính là thiền đi đó.
Yes, the first benefit is that the Buddha said Adha Nekamo Hodi. It means that by meditation, walking meditation, we can go a long trip. We can go a long trip. Và cái lợi ích thứ nhất mà Đức Phật giảng rằng khi mà chúng ta thực hành đi kinh hành á, thì điều lợi ích đầu tiên đó là chúng ta có khả năng đi một cái chuyến đi rất là dài. That's why if you practice the walking meditation, you can go the 1 miles, 2 miles, 3 miles, 10 kilometers, the 50 kilometers, the 20 kilometers, and so on. Đó là lý do vì sao mà khi mà chúng ta thực hành thiền đi kinh hành đó, đi kinh hành hoặc là thiền đi đó, thì chúng ta có thể đi được một cái quãng đường là một dặm, hai dặm, 10 km hay là 20 km vân vân. This is the first benefit of the walking meditation. And the second benefit is Patanekamohoti. The Buddha said like that. The meaning is that if we practice the walking meditation, we get the physical strength, physical energy to walk hard. Và đó chính là cái lợi ích thứ nhất là đường trường, đường dài. Và cái lợi ích thứ hai của cái việc mà thực hành thiền lúc đi đó, đó là chúng ta sẽ phát triển được cái, có được một cái năng lượng rất là mạnh, một cái ý chí hay là gọi là kham nhận được cái sự khó khăn. Yes, that's why as a second result, second benefit, by practicing walking meditation, you can get the physical strength or physical energy. And the third benefit is that you can become the healthier person. You can be free from the disease by practicing walking meditation. Cái số 2 đó còn có ý nghĩa nữa, đó là khi mà chúng ta hành tinh hành như vậy thì cái cơ thể của chúng ta, cái sức mạnh về cái thể chất của chúng ta sẽ rất là tốt, đó là cái lợi ích thứ hai. Còn cái lợi ích thứ ba đó, đó là chúng ta sẽ là giảm bệnh. In the Jengama Sutta, the Buddha said Abhavado Hoti. By practicing the walking meditation, you can get the benefits of the health, healthiness, healthy person. You can become the healthy person. Và cái lợi ích tiếp theo đó là khi mà chúng ta thực hành thiền đi đó, thì chúng ta sẽ đưa đến có một cái cơ thể khỏe mạnh. By practicing the walking meditation, you can get off the disease. You can be free from the disease. Chúng ta sẽ là ít bệnh đi, tự do khỏi các cái bệnh. The fourth benefit is that the Buddha said asiddham, pitam, kayidam, sayidam, samabrinamam gacchati. The meaning is that whatever food you have already eaten has been able to digest well. Whatever food you eat every day, that food being able to digest well. This is very clear. Như vậy á, thì là cái lợi ích số 3 đó chính là ít bệnh, và cái hay là cơ thể khỏe mạnh. Cái lợi ích thứ tư á, đó chính là đưa đến cho chúng ta khi mà chúng ta ăn uống những cái thức ăn á, thì chúng ta tiêu hóa rất là các cái thức ăn nó một cách là được là tốt. Chúng ta được ăn, được uống, được nhai, được nếm, cái sự tiêu hóa của chúng ta hấp thụ cái thức ăn đó sẽ hiệu quả. After lunch, after eating breakfast, after eating lunch, if you practice a walking meditation, the food you have eaten is easily to digest well. This is the fourth benefit. Và như thế là có nghĩa là sau khi mà chúng ta ăn xong á, thì các cái thức ăn mà chúng ta ăn sau buổi sáng, sau buổi trưa, đối với những cái cư sĩ thì có thể sau buổi chiều đó, thì khi mà thức ăn chúng ta ăn xong nó sẽ được tiêu hóa rất là tốt. Đó là lợi ích thứ tư. Okay, the first benefit that is directly related to the Vipassana meditation. By meditation, walking meditation, we can get the samadhi concentration. That samadhi concentration gain through the walking meditation lasts long time. Và cái lợi ích thứ năm là khi mà chúng ta thực hành đi kinh hành một trong một cái thời gian rất là dài đó, thì
chúng ta sẽ đạt được cái thành tựu trong cái định, cái yếu tố định, cái yếu tố định lực của chúng ta nó sẽ tăng lên nếu như mà chúng ta hành thiền kinh hành như vậy, chúng ta thực hành thiền đi như vậy trong thời gian rất là dài. The Buddha said that samadhi kato, sankamadhi kato, samadhi chirachiti ko hoti. The samadhi that is of day by practicing organ meditation, that the samadhi concentration lasts for a long time. That's why the by practicing organ meditation, we can get a deep concentration by practicing organ meditation. This is related to the vipassana meditation. That's why among these five benefits, the last one, that is very important, that the samadhi concentration support you to progress your meditation and practice. That's why sitting meditation is also important, walking meditation is also important in our meditation practice. Và cái yếu tố thứ năm, cái lợi ích thứ năm này á, là rất là quan trọng, đó là cái định được thành tựu á. Đức Phật dạng rằng một cái người mà hành thiền đi đó hay là đi kinh hành đó, trong một khoảng thời gian dài sẽ chứng được định, sẽ đạt được cái định và từ thành tựu trong cái năng lực định. Và do đó thì các hành giả chúng ta hãy cố gắng là thực hành thiền trong lúc đi, bên cạnh cái việc là chúng ta ngồi thiền thì cũng rất là tốt. Đối với thực hành Vipassana, chúng ta ngồi thiền và chúng ta có là việc là thiền lúc đi hay là đi kinh hành, thì cái việc đi kinh hành này nó là sẽ là giúp cho phát triển cái đạt được cái thành tựu về định khi mà chúng ta thực hành một cái khoảng thời gian dài lâu. Thì cho nên rằng là cái người hành Vipassana đó là bên cạnh cái việc ngồi thiền là cái thực hành cái kinh hành là vô cùng quan trọng và đạt được một cái lợi ích rất là to lớn và rất là quan trọng. Trong cái năm cái lợi ích này thì lợi ích số năm này là sẽ hỗ trợ cho cái thực hành của chúng ta, bởi vì một người hành Vipassana rất là cần cái yếu tố định để mà hỗ trợ trong chuyến xuất trong quá trình thiền của chúng ta. So you have to encourage yourself to practice sitting meditation 1 hour, walking meditation 1 hour, to gain samadhi concentration and to gain vipassana insight knowledge. Và như thế cho nên rằng đối với một cái hành giả thì quý vị chúng ta hãy tự khích lệ bản thân mình để mà nỗ lực hành thiền một tiếng khi ngồi, và sau đó là hãy nỗ lực thực hành thiền đi kinh hành một tiếng. Chúng ta nỗ lực tự động viên mình để mà hành thiền như thế. Cái việc này nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển cái định tâm hay là cái yếu tố định gọi là samadhi đó. Thì và đồng thời á, là phát triển cái tuệ quán trong cái hành thiền, ở trong thiền quán chiếu Vipassana. Yes, if you practice regularly 1 hour sitting, 1 hour walking, by practicing like this you can gain the enlightenment. By sitting meditation you can get also enlightenment. By practicing walking meditation during that time you can get also the enlightenment. Và này các hành giả, chúng ta hãy nỗ lực thực hành thiền một cách đều đặn, một tiếng ngồi thiền rồi một tiếng đi kinh hành, rồi cứ thay đổi, cứ nỗ lực như thế. Và bằng cái việc mà thực hành liên tục như vậy á, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự giác ngộ, sự khai sáng, sự giác ngộ đó. Cũng có thể là thông qua cái việc ngồi thiền, chúng ta cũng có thể đạt được cái thành tựu của sự giác ngộ, hoặc là chúng ta cũng có thể giác ngộ khi mà chúng ta đang đi kinh hành. Okay, that's why now I will demonstrate and show you, explain. I will demonstrate and explain how to practice the walking meditation. Và đó là do vì sao thì bây giờ là sư sẽ là demo, sẽ là làm mô phạm cho chúng ta cái cách để chúng ta đi kinh hành. Ok. Yes, in order to practice the walking meditation, the first, we have to choose a suitable place
for practicing organ meditation. Và để chúng ta thực hành đi kinh hành á, chúng ta hãy chọn cho mình một cái nơi, một cái không gian á thích hợp đủ để chúng ta có thể là đi. Now I have already chosen this place to practice the walking meditation. Và bây giờ thì sư sẽ chọn, đối với sư thì sư sẽ chọn cái không gian này để mà sư sẽ thực hành thiền đi hay là thực hành đi tinh hành. You also have to choose a suitable place to practice the walking meditation. Và quý vị, mọi người chúng ta hãy chọn cho mình một cái không gian vừa đủ để cho chúng ta thực hành đi tinh hành nhé. During walking meditation, you have to keep your hands in front of you like this. Trong suốt cái quá trình đi thiền hành, chúng ta có thể là nắm lấy tay này, nắm lấy tay kia, giống như là sư đang thực và làm như vậy. And also you can keep your hand behind you, something like this. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể là nắm tay này, nắm lấy tay kia đằng sau lưng, giống như vậy. And also you can keep your hand like this. That is most comfortable for you. Và đồng thời thì quý vị cũng có thể là ôm hai tay lại với nhau như vậy, làm sao mà nó cảm thấy thuận tiện, dễ chịu nhất cho quý vị là được. Yeah, three options. You can keep your hand in front of you, and then you can keep your hand behind you, and then you can keep your hand like this. Three options. Và có ba cái options, ba cái lựa chọn. Thứ nhất là chúng ta có thể là nắm tay này, nắm lấy tay kia ở trước. Thứ hai là tay này nắm cổ tay kia đằng sau lưng. Thứ ba là hai tay ôm lấy nhau. Như vậy chúng ta có ba lựa chọn, quý vị có thể chọn lấy cho mình. Now I'm standing. I have to know that standing process. Standing like this. We have to know that the standing process. Even though we are noting standing. Actually, we are noting the nama and rupa because the standing action, that is a rupa, metta. The awareness, noting mind, that is a nama, mind. That's why even though we are noting standing, actually, we are noting nama and rupa. In other words, we are contemplating the five aggregates because the standing action form, this is rupa khanda. The feeling got over, the good feeling, but feeling, that is awareness khanda. Noting, standing, that is a sanya khanda. The continuous, the persistent effort, the making effort to note, this is sankhara khanda. The awareness, the vinyana khanda. That's why the sitting means the contemplation of the five aggregates, nama and rupa. Và khi mà đầu tiên nhất là khi chúng ta đứng ở đây, chúng ta trước hết chúng ta hãy chánh niệm về cái việc đứng này. Chúng ta có thể là chánh niệm, chúng ta ghi nhận là đứng. Thì cái việc đứng thì chúng ta quán chiếu cái đứng này thì như sư đã giảng lúc sáng tới giờ, có nghĩa rằng khi chúng ta quán, chúng ta chỉ cần chánh niệm đến cái đứng này không, lúc đó chúng ta cũng đang quán về danh và sắc hay thân và tâm, hay là quán về ngũ uẩn. Bởi vì khi mà quán cái đứng này, đó là cái thân của chúng ta nó đứng, rồi cái ý thức của chúng ta nhận biết cái việc đứng này, đó chính là chúng ta biết được và chúng ta xác định được cái đứng này, thì đó là cái thuộc về tâm. Và chúng ta nhận biết được cái việc đứng này, như thế là chúng ta đang chánh niệm được cái yếu tố thân và tâm. Và khi chúng ta đứng này, chúng ta cũng nhận biết được các cái phòng xẹt chuyển động, hay là chúng ta cũng biết được cái yếu tố là cái cảm giác, cái cảm thọ, hay là cái thân nhiệt, hay là cái cảm giác ở trên thân. Rồi chúng ta đứng đây, chúng ta cũng có nhận biết được, cho nên rằng là đó là gồm có là năm uẩn. Khi chúng ta chánh niệm đến cái đứng của mình không, thì đó cũng là chúng ta đang quan sát danh sắc thân tâm, hay là chính là quan sát năm uẩn. Và đó chính là chúng ta đang đứng không, là cũng là đã quan sát về thiền và vipassana. Yes, during the walking meditation time, we have to look ahead about 4 feet or 5 feet. Don't look at around here and there. We have to control our eye. Chúng ta
Không cần là chúng ta hãy là để tâm của mình trên cái thực hành của mình, chúng ta không đừng để là tâm của mình là phóng đi lung tung, chúng ta hãy là chánh niệm để ý trên các cái đối tượng chúng ta đang để cố gắng đi tinh hành. For walking meditation, first we have to start with the one step, with the one point. That is a right step. That is one step, one point. And then right step, left step, right step. We have to know that each and every step, the whole duration, this is called the one step or one point. We have to write this at the beginning with the one point about 10 minutes or 15 minutes, like this. Và bây giờ thì sư sẽ hướng dẫn chúng ta cái thực hành kinh hành và hai bước. Thế thì đầu tiên chúng ta bước cái bước bên phải lên thì chúng ta sẽ ghi nhận là phải. Và bước cái chân trái tiếp theo lên thì chúng ta ghi nhận là trái, phải, trái. Như vậy là cứ bước một chân lên chúng ta ghi nhận là phải, bước một chân lên chúng ta bước chân trái chúng ta ghi nhận trái, bước chân phải chúng ta ghi nhận là phải. Như vậy là một lần như vậy là bước một chân và cái hai chân thay phiên nhau như thế. Và chúng ta thực hành như thế trong một thời gian khoảng vài phút. Yes, during the walking meditation time, we have to be mindful of the movements of the each step, the rather than the form of the foot. Rather than the form of the foot, we have to be mindful of the action, the movements action, the motion, the vibration, the movements of the foot. We have to be mindful of the movements of the foot. Yes. Và như vậy là một lần chúng ta sẽ chánh niệm một cái bước chân đi lên như vậy, và chúng ta chánh niệm trên cái sự di chuyển của cái chân, của cái thân của mình, chúng ta chánh niệm trên cái sự chuyển động nó, di chuyển đó. That's why with the one step we have to know that each and every step here, right step, we have to be mindful of each and every step with the continuous mindfulness through the understanding of the constant changing of the process. During the walking meditation, we have to walk slowly, slowly, slowly in order to catch, in order to focus on each and every process. Và trong quá trình chúng ta thực hành thì chúng ta hãy lưu ý đến cái bước chân của mình, cả một cái tiến trình. Khi chúng ta bước cái chân lên là chúng ta chánh niệm toàn bộ từ khi mà dỡ cái chân lên cho đến khi mà đặt cái chân xuống. Chúng ta hãy nỗ lực để mà chánh niệm nhận biết một cách liên tục như thế, không có bị gián đoạn, chánh niệm hoàn toàn như thế khi chúng ta bước cái chân lên, chúng ta thực hành như vậy. Yes, that's why we have to start with the one step or one path only. Đó là chúng ta thực hành là một phần, một lần như vậy, bước lên như vậy, chánh niệm một cách liên tục như vậy. Yes, right step, left step, right step. We have to be mindful of the whole duration, the whole duration from the beginning to the end. At the end of the path, now I'm standing. At the time, we have to know the standing. But the continuous mindfulness through the understanding of the constant changing of the process. Và như thế chúng ta chánh niệm toàn bộ khi chúng ta bước cái chân lên, phải, rồi lại trái, phải, là chúng ta chánh niệm toàn bộ từ khi chúng ta bước lên đến khi chúng ta dừng xuống, bỏ chân xuống. Và chúng ta bước như thế, trái phải như vậy cho tới khi mà chúng ta đứng lại, tức là đến cuối cái nơi mà thực tập của chúng ta, thì chúng ta chánh niệm là ghi nhận là đứng, chúng ta chánh niệm trên cái sự đứng của mình. At the end of the walking path, we have to stand in. After that, we have to know the turning, the process. Now I'm turning the slowly. You have to know the five or the six times. We are standing, turning, like this.
And we have to know this process 5 times, 6 times, 7 times, as much as you can. In order to get the deep the concentration on each and every step. Và ở cuối cái đoạn đường đi kinh hành, khi chúng ta đứng lại như vậy, bắt đầu chúng ta quyết định đó, là chúng ta sẽ quay, thì chúng ta sẽ chánh niệm là quay, và lúc đó chúng ta sẽ di chuyển cái chân của mình, thì chúng ta quay lại. Chúng ta có thể là di chuyển là 4 bước chân hay là 6 cái di chuyển để mà chúng ta quay lại, làm. Và chúng ta, điều quan trọng là chúng ta hãy nhận biết và chánh niệm liên tục trên từng cái hành động đó của mình như vậy liên tục cho tới khi chúng ta quay xong. And then, now I'm standing, that standing which the action is also to be noted, standing. After that, the right step, and then the left step, and then the right step. At the end of the path, also the standing, and then turning. We have to be mindful of the movements of the foot. Và khi mà ở cuối đường chúng ta quay lại xong, là tiếp theo sau khi chúng ta quay lại thì lúc đó chúng ta đang đứng, nên chúng ta cần phải chánh niệm là đứng. Rồi tiếp tục khi chúng ta bước thì chúng ta phải ghi nhận tiếp là phải trái, chúng ta ghi nhận như vậy cho tới khi mà đến cuối đường, rồi chúng ta lại ghi nhận đứng, xong rồi chúng ta lại ghi nhận là quay, và cuối cùng là đứng. Toàn bộ cái tiến trình như vậy, chúng ta cần phải chánh niệm trên cái sự di chuyển của cái chân của mình. Yes, in this way, if we have the samadhi concentration, we see only movements. We do not see the shape or the form of the foot. The form or the shape, the foot, the body phenomena, physical phenomena, this via, we can see only the movement, the motion, the vibration, the reality only remains. Chúng ta trong quá trình chuyển động á, chúng ta chỉ chánh niệm từng khoảnh khắc, chánh niệm trên cái sự di chuyển thôi, nhận biết cái sự di chuyển thôi. Chúng ta chỉ chánh niệm trên sự di chuyển mà thôi, vì đó là cái đối tượng để chúng ta hành thiền. The important then is the during the organ meditation, we have to walk slowly as much as possible. Và trong cái thiền hành á, kinh hành á, chúng ta hãy thực hành một cách chậm rãi nhất có thể. This is in accordance with the Mahasipadana Sutta. The Buddha said, Kichandova kichamiti bhajanati. Kichandova kichamiti bhajanati means when I am going, I am mindful of. I should be mindful of that. I'm going like this. The Mahasi Siyaro gives instruction in detail. The left step, right step, and then after 10 minutes or 15 minutes, we have to increase, we have to extend our noting points. 1 point to the 2 points. 1 step to 2 steps. That is here. When the foot is left, you have to know the lifting. This is the lifting process. When the foot is lift, you have to know the lifting. When the foot is drop down, putting down, we have to know dropping. 2 steps, 2 points, 2 bars. Here, lifting, 1 bar, dropping, 1 bar. Lifting, 1 step. Drop in, 1 step. There are 2 steps in each step, each movement. Và như thế thì chúng ta hãy nỗ lực tinh cần như Đức Phật đã giảng dạy trong kinh rằng là ngày các tỳ kheo là chúng ta hãy nỗ lực tinh cần tinh tấn để mà chánh niệm
liên tục trong tất cả các cái hành động của mình, dù là nhỏ cũng phải nỗ lực chánh niệm tỉnh thức để nhận biết từng cái chuyển động của mình. Thế thì ngài Sư Gia Đo có hướng dẫn là chúng ta có thể ghi nhận một phần như lúc nãy là phải trái như vậy, và bước tiếp theo khi chúng ta thực hành như vậy khoảng tầm 5 đến 10 phút thì chúng ta có thể đi đến ghi nhận làm hai phần cho một cái chuyển động chân. Ví dụ như chân của mình khi mà bước lên thì mình ghi nhận là bước hoặc là nâng, xong rồi là đặt xuống hay là bỏ, đạp hay là bỏ chân xuống, tức là nâng lên hạ xuống, nâng lên hạ xuống, tức là khi mà nâng là mình ghi nhận là nâng lên, khi hạ xuống mình ghi nhận là hạ xuống. Chúng ta có thể dùng cái từ là dở đạp hay nâng hạ, đó là tùy mình cũng đều được, là nâng lên rồi hạ xuống, nâng lên rồi hạ xuống như vậy, tức là một cái động tác chuyển động của một cái chân thì chúng ta ghi nhận làm hai phần. Lúc này chúng ta chỉ ghi nhận một phần thôi, bây giờ chúng ta ghi nhận là hai phần thì cho là sẽ chi tiết hơn, sẽ là biết rõ cái sự chuyển động hơn. Yes, after that you have to extend the notion wise from two points to the three points, from two steps to the three steps. When the foot is left, we should be mindful of the left hand. At the moment of moving forward, you have to know the movement. When at the moment of dropping down, putting down, at the moment we have to know putting down. With continuous mindfulness, here also left hand, one step, one point, moving, two, dropping, three. At the end of the path, here, standing, and then turning, and then standing again. In this way, the walking meditation should be practiced at least 1 hour. If you try this walking meditation very well, 1 hour is not so long. 1 hour is not so long. That's why the sitting meditation is also important. The walking meditation is very important to get the samadhi concentration. Walking and sitting, that should be balanced. Should be balanced. Và như vậy thì lúc này là đầu tiên nhất là thiền sư hướng dẫn cho chúng ta là ghi nhận một phần, tức là chân bước lên chúng ta ghi nhận một lần là trái phải, hay là bước bước thì là một cái bước như vậy ghi nhận một lần. Và lần tiếp theo sau khi chúng ta đọc như vậy được 10 phút, chúng ta sẽ đổi sang là nâng lên rồi hạ xuống, hay là bước lên rồi hạ xuống, rồi bước lên rồi hạ xuống. Đó là ghi nhận hai phần trong một cái chuyển động của một cái chân. Và lần thứ ba này thì ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta, ngài vừa hướng dẫn cho chúng ta là chúng ta ghi nhận làm ba, tức là nâng lên, thì khi chúng ta ghi nhận nâng lên là từng cái gót chân chuyển nâng lên mà một chân chưa chạm, chưa dỡ hỏng đất thì mình vẫn là biết cái sự chuyển động như vậy. Sau khi gót chân nâng lên xong rồi ghi nhận tiếp là bước tới, đó là cái bàn chân dở họng lên và di chuyển tới phía trước. Xong cái chuyển động thứ ba đó là hạ chân xuống, nên ghi nhận là hạ. Như vậy là nâng lên, bước tới và hạ xuống, nâng lên, bước tới và hạ xuống. Một chân như vậy chúng ta ghi nhận làm ba phần, chánh niệm ba phần như vậy trên một cái chuyển động của một cái bàn chân. Và ngày đã thị phạm chúng ta thấy và một cách rất là chậm rãi là nâng lên, thì người nâng lên và từ từ, và bước tới cũng từ từ, ra hạ xuống từ từ, mình chánh niệm từng cái chuyển động như vậy. Và ngài nhắc rằng là chúng ta chánh niệm trên cái chuyển động đó của chúng ta, của chân của chúng ta một cách đó là càng rõ càng chi tiết thì càng tốt đó. Và tiếp theo thì ngài dạng rằng là cái ngồi thiền hay là cái đi kinh hành nó đều rất là quan trọng, cho nên là quý vị đến cả việc ngồi thiền để hành thiền Vipassana, còn hãy tập đi kinh hành để thực hành Vipassana nữa. Và cả hai đều rất là quan trọng và nó nên cân bằng với nhau, thì là một tiếng chúng ta ngồi thiền và sau đó một tiếng chúng ta đi kinh hành sẽ rất là tốt. Chúng ta đi như vậy cho tới cuối đường rồi chúng ta cũng ghi nhận là quay lại, xong rồi chúng ta đi, chúng ta tiếp tục đi như vậy trong vòng một tiếng.
Yes, during the walking meditation, before actual lifting, if there is a desire or intention, that intention or desire also should be noted. Here, intention to lifting, intention to moving, intention to dropping. Before actual lifting, before actual moving, before actual dropping, if there is intention or desire, that intention, desire also should be noted. Và khi mà chúng ta di chuyển thì nó sẽ có những cái dự định hay là những cái ý muốn. Ví dụ như là khi chúng ta có cái dự định nâng lên hay là dự định bước tới hay dự định hạ xuống, chúng ta đều nhận biết các cái hiện tượng tâm đó diễn ra. Chúng ta có ý định bước lên, chúng ta biết rồi nâng lên, chúng ta ghi nhận cả những cái dự định như vậy. In this way you can understand how do relationships between mind and matter, cause and effect. You can understand cause and effect. The intention, the desire is the cause. The actual lifting, this is the effect. The intention is the cause. The actual moving, this is the effect. The intention, desire to put it down, this is the cause. The actual putting down, this is the effect. And also, when we are standing, before actual standing, that we have intention to stand, that intention, desire also should be noted. Because of intention, we are actually sitting or standing, something like that. That's why whenever and wherever, if you have, if there is an intention or desire, that intention or desire also should be noted. Và bằng cái việc mà quán chiếu như vậy, chúng ta sẽ nhận biết được cái tiến trình nhân và quả. Thì chúng ta quán chiếu cả cái ý định hay là cái nỗ lực thực hiện cái hành động đó. Ví dụ như là có ý định nâng lên, chúng ta nhận biết được cái đó rồi nâng lên. Rồi có cái ý định bước tới, rồi có cái ý định hạ xuống, rồi hạ xuống. Bằng cách quan sát như vậy, chúng ta sẽ nhận biết rất là rõ, ta biết được các cái tiến trình của thân và tâm, và biết được là danh sắc hay là thân tâm của chúng ta nó diễn tiến, và đồng thời hiểu được cái tiến trình của nhân và quả. Chúng ta sẽ có cái ý định là nâng lên, chúng ta nhận thấy cái điều đó và chứng chúng ta nâng lên, chúng ta nhận biết được như vậy cái ý định nâng lên đó là nhân, và cái chứng mà chúng ta nâng lên đó là quả. Rồi chúng ta có cái ý định bước tới, đó là nhân, và chúng ta bước tới đó là quả. Và cái tiến trình nhân quả nó diễn tiến như thế, và bằng cách cái quan sát chúng ta nhận biết được các cái tiến trình diễn ra trên thân tâm của mình. That's why the practice of sitting meditation regularly, practice of walking meditation regularly, in this way, your concentration becomes deeper and deeper, stronger and stronger. And in this way, you can get the Vipassana insight knowledge. Và bằng cách thực hành như vậy, chúng ta thực hành ngồi thiền như là sư hướng dẫn từ sáng đến giờ. Chúng ta hãy thực hành một cách đều đặn thường xuyên, rồi chúng ta đi kinh hành, chúng ta thiền hành một cách đều đặn thường xuyên như thế. Thì khi chúng ta càng thực hành như vậy á, thì cái định lực của chúng ta, tâm trí của chúng ta nó càng ngày nó sẽ càng vắng lặng, nó sẽ càng định tâm sẽ phát triển, và cái sự vắng lặng nó càng phát triển hơn. Và đó là yếu tố về định, yếu tố samatha, còn yếu tố samadhi còn lại là cái tuệ quán của chúng ta, cái trí tuệ, cái tuệ quán của chúng ta về cái insight knowledge nó sẽ phát triển theo. Như vậy là đó là cái sự phát triển của yếu tố vipassana. Okay, and then we should start for this afternoon. Now this is the time for us to practice practically. Và bây giờ là cái thời gian mà để chúng ta thể là thực hành. Okay, about the 5 minutes, 10 minutes, okay. Chúng ta có thể thực hành 5 phút hoặc là 10 phút, okay.